Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục review cho anh em về game Võ Lâm Truyện Kỳ 1 Mobile của nhà phát hành VNG. Thì anh em được biết là mình đang chơi ở cái máy chủ F18 của game Võ Lâm Truyện Kỳ 1 Mobile của bên VNG. Thì anh em thấy là mình chơi từ bắt đầu ngày Open Beta. Thì anh em thấy là mình đã đạt được binh giáp là 245k. Thì nhiều anh em thắc mắc là anh nạp nhiều tiền hay sao mà lên binh giáp nhanh như vậy. Thì ở đây mình sẽ cho anh em xem là mình nạp bao nhiêu tiền tại cái game này. Ở đây thì mình đang nạp lên cái Giang Hồ 5, thì tức là mình mới nạp là 1.050.000 vào cái game này. Thì nếu mà anh em nạp lên Giang Hồ 6 thì anh em sẽ mất cỡ khoảng tầm là 2 củ. Nhưng mà mình sẽ chỉ nạp ở Giang Hồ 5, mình sẽ dừng lại anh em ạ. Thì anh em thấy là mình đã đạt cấp độ 68 và binh giáp là 245k. Thì hôm nay mình sẽ review qua cái arc này của mình cho anh em xem như thế nào. Thì anh em thấy là hạng của mình ở đây, mình đang hạng 40 binh giáp và top 5 môn phái thi nhẫn. Và cái tấn công của mình thì đang thuộc dạng là 2256. Nói chung là tấn công nó cũng khủng lắm anh em ạ. Anh em thấy là những mấy ông top thi nhẫn chưa chắc đã được bằng lực tay như mình đâu. Mình sẽ cho anh em xem top 1 thi nhẫn đây, tấn công chỉ được là 1681 thôi. Tiếp đến là ông top 2 2094. Tiếp đến là ông top 3 2061. Tiếp đến là ông top 4 1906. Và mình là top 5. Cái đam tay của mình là 2256. Thì mình sẽ giải thích cho anh em xem là mình ép làm sao mà lên được tay nhanh như thế nhá. Thì hiện tại là mình vẫn còn là 4k vàng. Anh em xem này, cái đá khảm của mình anh em thấy là để ý cho mình cái dòng tấn công. Đấy. Thì tấn công thì cái đá khảm thì anh em sẽ khảm được 5 món. Thứ nhất là đao, một cái cây vũ khí, thứ hai là một cái dây chuyền và hai cái nhẫn và một cái ngọc bội, gọi là trang sức đấy anh em. Anh em thấy là cái dây chuyền mình khảm tấn công và nội công, tức là mình đã được 60 đam ở cái này. Và thêm cái vũ khí nữa là mình sẽ được 4 điểm tấn công nữa, là được 100 điểm. Tiếp đến là cái nhẫn trên thì tôi đã được 40 điểm nữa, là 140. Tiếp đến cái nhẫn dưới thêm 70 điểm nữa là tôi đã được 210 điểm tấn công. Và tiếp đến nữa là cái ngọc bội, tôi được 70 điểm nữa, là tức là tôi đã được là 280 điểm tấn công ở cái thuộc tính khảm. Thì anh em đã cộng vào đây. Đấy là mình chủ yếu là mình ép đam. Tiếp đến ở đây là cái đá khảm, ở đây thì tôi sẽ ép kháng hỏa là chủ yếu. Tôi sẽ chủ yếu ép kháng. Anh em thấy không? Kháng hỏa là chủ yếu và kháng thổ là chủ yếu. Anh em thấy đấy. Thì anh em thấy là cái thuộc tính ngũ hành này thì mình đang kháng hỏa là 1945. Tại sao mình ép kháng hỏa? Để mình đi thi đấu môn phái anh em ạ. Thi đấu môn phái nó sẽ diễn ra vào thứ tư hay sao ạ? Thứ tư thi đấu môn phái này thì mình sẽ cố gắng để kiếm được vào trong top 16. Nó sẽ đưa rất là nhiều quà khi anh em được top môn phái. Đấy, anh em thấy là cái arc này của mình chỉ lạp tầm 1 củ thôi mà đã được 250 binh giáp rồi. Đấy, nhiều anh em thắc mắc là phải lạp khoảng tầm hơn chục củ mới được cái lượng binh giáp như thế này. Nếu mà anh em biết cách tiêu tiền ở cái game Võ Lâm Truyện Kỳ 1 Mobile thì anh em nên binh giáp rất là dễ dàng, và có khi còn mạnh hơn cả ông lạp thiền anh em ạ. Thì cách ép như thế nào thì anh em sẽ xem qua nhé. Đầu tiên anh em sẽ chú trọng vào cái bí kíp, thì anh em sẽ chủ yếu là ép những cái bí kíp nó tăng cái tấn công và kháng tất cả. Trong cái bộ sưu tập bí kíp này thì anh em chỉ sử dụng được 4 cái bí kíp thôi, nên là anh em hãy chọn khắc hệ. Ví dụ như ở đây là mình đang hệ hỏa thì anh em chỉ sử dụng được 1 cái hệ hỏa thôi, không sử dụng được 2 cái hệ hỏa. Đấy, thì anh em cứ ép làm sao để lấy được cái dòng tấn công này. Đây mình không có tiền, mình chỉ yếu là chơi cái bí kíp cực thôi. Còn nếu mà ông nào đại gia thì có thể là chơi bí kíp tuyệt. Nhưng mà mình nghèo tiền lắm anh em ạ. Tôi chỉ yếu là chơi cái quyến bí kíp cực thôi.
đó là cái cuốn bí kíp. Thứ hai là về cái phần cường hóa này. Hiện tại anh em thấy là mình đang cường hóa lên cái set đồ của mình lên 55 rồi. Thì anh em thấy là cái binh giáp của mình đã được là 17k. Và tấn công cộng 180, kháng tất cả cộng 180 này, xin được 3k2 và xin được cơ bản là 15%. Thì hiện tại nếu mà ép lên cái level 60 thì sẽ được binh giáp là 21k. Nhưng mà ép tỷ lệ rất là xịt anh em ạ, anh em thấy là cường hóa tỷ lệ rất là xịt vì thành công của nó chỉ có 30% thôi. Đấy, và tốn bạc nữa. Đấy là phần cường hóa. Tiếp đến là phần khảm. Thì anh em thấy là mình đã hoàn thành khảm 4 sao 9/20. Khảm này thì khảm và cường hóa thì nó sẽ là cái gọi chung là cái này thì anh em sẽ không cần phải thay thế nhiều ấy. Còn là những cái món đồ như này thì nó chỉ mạnh ở cái cấp độ như thế thôi. Còn khi lên level 80 là chúng ta phải thay hết set đồ. Đấy, nên là chủ yếu là anh em ép bí kíp và cường hóa và khảm. Là nó là cái những cái thuộc tính mà nó sẽ đi theo anh em mãi mãi luôn. Anh em không phải thay thế nữa. Anh em thấy là đây. Đam mình rất là to luôn anh em ạ. Đi tống kim là sẽ top 1 rất là cao, tỷ lệ top 1 rất là cao. Đấy là mình đã review cho anh em cái app thực lực mình chơi. Chỉ mới lạp lên giang hồ 4 thôi. Và tức là chỉ lạp một củ thôi anh em ạ. Chứ không đồn đại như anh em nghĩ, phải lạp khoảng tầm chục củ mới lên được cỡ khoảng tầm là 250k binh giáp. Nếu mà anh em biết cách tiêu tiền thì anh em khá là lợi thế. Khi anh em lạp vào thì anh em sẽ mình chủ yếu là lấy cái phúc lợi, đó là cái quà đầu tư này. Quà đầu tư thì nó sẽ có hai gói quà đầu tư. Quà đầu tư thứ nhất thì ở level 40 cho đến level 60. Quà đầu tư thứ hai thì từ level 60 cho đến level 80. Anh em thấy là anh em sẽ chủ yếu là mất ở nhiều nhất ở cái quà đầu tư thôi. Đấy, mình lấy quà đầu tư để mình lấy cái vàng khóa, cái kim nguyên bảo anh em ạ. Tiếp đến là cái thẻ tháng này. Thẻ tháng và thẻ tuần. Đấy, mình lạp nói chung là mình chủ yếu đầu tư vào những cái gói này thôi. Còn bình thường thì mình lạp mình không phải quay bí kíp như một số ông nên là rất là tốn kém. Đấy là hôm nay mình đã review xong cho anh em về cái app của mình hiện tại đang chơi ở máy chủ F18. Ok, mình xin phép là dừng clip ở đây. Anh em thấy cái app này như thế nào thì anh em có thể là comment bên dưới ý kiến của anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo, bye anh em.